Tay xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp mọi người ở trong video đầu tiên của Tay. Thì Tay vừa đi mới ở nhà vào đây mọi người. Nhưng mà trời nó nắng quá nên Tay ngồi nghỉ một tí. Thì ngày hôm nay Tay vào rừng dự định là sẽ đi hái mít nha mọi người. Vì bữa nay là mùa mít á, bữa nay là giữa mùa rồi. Thì mít rất là nhiều luôn. Thì Tay dự định lên rừng này kiếm ít mít về nhà để ăn á. Thì Tay đi sẽ quay video cho mọi người xem luôn nha. Thì Tay vừa mới lên tới chỗ khu rừng nhà mình á. Đây mọi người thấy không? Ở đây có hai cái mít nha này. Thì bây giờ Tay sẽ lại thử xem mình có chín không nha. Đây ở trong rừng nhà Tay toàn là keo không mọi người. Mọi người thấy toàn là keo không nè. Ở đây có mấy trái mít non nè mọi người. Mọi người thấy không? Ở phía trên kia, ở phía trên kia có mấy trái mít nữa. Đó, nhưng mà mấy trái nó còn non. Thì bây giờ mình sẽ đi lên chỗ kia nha. Tay sẽ đi lên cái cây chỗ này nè. Cây nào nãy tôi thấy có mấy trái đen đen á, để lên thử xem có chín hay không. Ủa, trái này rất là bự luôn nè mọi người thấy. Nhưng mà trái này nó không chín. Ở đây có một trái mới lú lú mới ra nè mọi người. Trái này còn non meo rồi. Lên quay lên trên cho mọi người xem nha. Thì cái chỗ này nè, đây này, đây có một trái nè mọi người. Mọi người thấy trái đen đen là nó nghi nó chín nè, để xíu mình lên mình trèo lên mình thử nha. Thì bây giờ tay sẽ leo lên thử trái này nha mọi người. Và trái ở phía trên này. Đó, đen đen kìa. Mấy trái mà cái da mà đen đen là nó dễ chín lắm mọi người. Thì bây giờ tay sẽ để cái máy vào này nha. Và tay sẽ trèo lên cái mít này. Trèo lên tới bên kia luôn. Trái này nó chín nha nè mọi người ha, để tay bóp vào cho mọi người xem nè, nó mềm rồi nè ha. Nhưng mà kiến rất là nhiều luôn. Trên tay của tay có rất là nhiều kiến luôn nè. Thì bây giờ tay sẽ hái trái này xuống nha. Kiến rất là nhiều luôn. Nó mềm mướt rồi nè mọi người, nó rất là thơm luôn. Nè, chín nha nè. Thì tay vừa hái nè mọi người, nhưng mà trái mít ướt rồi phải. Ô, mít ướt rồi nè. Mọi người thấy ha. Dễ sợ chưa, mít ướt nè. Nó bể hết trơn rồi. Nãy tay dùng cái chân quay mà dùng cái chân quay nó bị nó mát lên cây nên mình bỏ luôn. Ủa trái mít này trái mít ướt mọi người chứ không phải mít ráo. Này. Nhìn ngon chưa? Thì bây giờ tay sẽ đem ra ngoài phía trống cho nha mọi người. Ở trong này kiến rất là nhiều. Mọi người thấy không? Kiến nó bò khép lên người tay rồi nè. Dễ sợ chưa? Mọi người thấy không? Cái áo hồi nãy mình mặc mà giờ mình phải cởi rồi vì kiến rất là nhiều luôn. Đây trái mít cho nè mọi người. Mọi người thấy ngon không? Nhìn hấp dẫn chưa nè. Nhưng mà cái này là mít ướt mọi người, nó bể trơn rồi. Để mình quay cho mọi người xem nha. Phía trên này nó bị thối rồi nè. Còn phía dưới là nó vẫn còn rất ngon nha mọi người. Để mình mở cho này xem thôi. Ôi da. Bây giờ trưa rồi mọi người. Rất là đói bụng rồi. Đó, nhìn ngon chưa. Kiến rất là nhiều luôn mọi người. Đó. Do cái phần này nó mới bể ra mọi người. Nên nó bị dơ một tí. Ở trong này còn rất là ngon nè. Đó. Nhìn ngon chưa nè. Bây giờ mọi người chờ tay một tí nha. Để tay cởi mấy cái đồ ra mọi người. Vì kiến rất là nhiều nè. Nó cắn mình sần đầu rồi. Mọi người thấy không? Cái áo của tay đang thui luôn nè. Kiến bò đang thui luôn. Để anh bơ cho mọi người xem nha. Nặng, rất là nặng luôn mọi người. Giờ một mình ăn hết trái này luôn. Thấy sợ chưa? Mọi người thấy mít ngon không? Rất là dễ sợ luôn. Thì bây giờ tay xin mời tất cả mọi người nha. Để mời mọi người ăn nha. Đó, mình cầm vào đây mình ăn cho nó sướng nè mọi người. Đây này. Tay xin mời tất cả mọi người nha. Ai à, nó rất là ngọt luôn mọi người. Ui mà kiến cắn quá. Mọi người thấy nó biết dễ sợ. Một mình ăn hết trái mít ăn không nổi luôn mọi người. Thì bây giờ là 11 giờ trưa rồi mọi người.
Thì tay ăn xong đó mít nhà tay sẽ về nha. Chứ bây giờ trưa quá rồi. Người trên mít dễ sợ. Một mình ăn nhưng mà cái nào nãy ở trên cây trên cao mà người mình giật xuống không được, nó bể trơn luôn. Tay xin mời tất cả mọi người nha. Cái nấm rất là ngọt luôn nè mọi người. Nhưng mà nó bể trơn rồi mà đem về không được. Bây giờ mình sẽ ăn hết nguyên một trái này luôn. Thì bữa nay là mùa mít, ở giữa mùa mít cho mọi người nên mít nó rất là nhiều luôn, bên rải mình mít rất là nhiều. Mọi người thấy dễ sợ không? Tay bơ cả nguyên một trái luôn nè. Nhưng mà cái phía chỗ này nó bị thối rồi nè mọi người, nó bị thối rồi, ăn có được, ăn mình bên này thôi nè. Ngọt quá. Mít này bán ngoài chợ rất là đắt luôn mọi người. Trước mình mua một ký là 25 ngàn đó. Nhưng mà về quê ăn rất là sướng luôn. Vì mình quê ăn đồ miễn phí, không có tốn tiền. Là mít ở nhà mình rất là nhiều luôn. Phía bên chỗ nào nó bị dơ rồi nè mọi người. Mình ăn mình bên này thôi. Còn bên nào nó bị dơ với lại chỗ nào nó bị thấu rồi nè. Mọi người thấy không? Một mình quơ nguyên ra mít luôn, dễ sợ thiệt. Rất là nặng luôn mọi người. Cái mít này nếu như ăn được là phải 4 người ăn mới hết được cái mít này mọi người. Nhưng mà do cho nó bị thấu cái này, chứ không là ăn chịu đời không nổi luôn. Mình mới ăn có mười mấy muối mà nó tức nao tức tử luôn mọi người. Ngọt như đường luôn mọi người. Đây là mít đầu mùa đầu tiên mình ăn rồi mọi người. Chứ cả mùa này mình nửa mùa này mình chưa ăn được trái nào luôn. Bây giờ rất là no rồi mọi người. Nhưng mà còn mấy muối mình ăn không nổi nữa. Thì cái này mình để đem về thì xíu mình ăn nha, chứ giờ mình ăn không nổi, no tức tử rồi. Thì bây giờ có lẽ tay sẽ đi về nhà nha mọi người, vì bây giờ cũng gần trưa rồi, ở trên núi rồi. Về ăn cơm nữa. Thì nếu mọi người thích video thì đừng quên nha, cho tay một like, một lượt chia sẻ nha, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ tay có cái động lực để tay làm nhiều video nữa cho mọi người xem nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.